sau cuộc hẹn, Phương và Khương có vẻ đã thân thiết hơn. Làm phụ gì không? Không, anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi, hôm nay anh được nghỉ. Ok. Lát nữa tụi em đút cho anh. Ok, cái gì? Em đút cho anh ăn được. Không, lát nữa anh ăn rửa chén. Không, trời ơi, anh tự anh ăn được một mớ. Nhớ nha, chia tay đi. Chia tay đi. Trời ơi, gặp đôi với anh. Chở em đi hết một đoạn đường về, em nói câu gì đó. Trời ơi. Đúng như lời hẹn buổi sáng, chiều nay Danny có bữa ăn chiều cùng Huỳnh Thi. Wow. Lúc tôi Danny gặp Thi ấy, thì Thi hôm nay rất là xinh, rất là đẹp gái, tóc dài nè, mà mặc áo rất là đẹp xinh, mà Danny cảm thấy như thế này rồi. Cảm ơn cho anh. Khi mình ăn tối với Danny á, đều cảm cái lúc đầu mình chưa tới á, thì mình cảm giác rất là hồi hộp, không biết làm sao nữa. Cũng hơi là bối rối, nhưng mà khi thấy Danny á, từ xa gặp mình á, thì cảm giác Danny cũng vui và mình cũng vui. Tóc của Thi là hôm qua là tóc ngắn, nhưng mà hôm nay là bất ngờ tóc dài hơn hôm qua rồi, nên là Danny hỏi hôm nay tóc dài mà cái này là tóc già. Danny nói tóc dài là phù hợp với em hơn tóc ngắn. Em thích ăn này. Kim chi hả? Đúng rồi. Mặc dù cay cay nhưng mà thích ăn. Cay lắm không? Cay không? Ngon nè. Ngon nè. Vậy anh có ý định là sau này lập gia đình đây luôn không? Ừ, nếu mà cô tìm được một con gái anh thích hợp ấy thì... À, dạ. Nhưng mà bên gia đình anh có thể chấp nhận không? Bởi vì giống như là nếu mà anh cưới một người phụ nữ Việt ở đây thì người phụ nữ đó người ta cũng muốn ở đây chứ đâu có muốn về bên Hàn đâu. Đúng rồi, anh cũng muốn ở đây mà. Anh cũng muốn về Hàn Quốc. Dạ, nhưng mà nhà của anh có chịu điều đó không á? Có. Có luôn. Năm trước thì bố mẹ anh đã đi du lịch Việt Nam rồi. Dạ. Mà bố mẹ anh cảm thấy rất là tốt. Vì anh cũng thấy văn hóa Việt Nam và văn hóa Hàn Quốc là gần giống nhau. Và cái ngoại hình cũng không khác nhau nhiều. Nên bố mẹ anh cũng muốn sống ở đây. Ngôi nhà chung đã lên đèn, các thành viên cùng dọn bữa tối. Wow, ngon quá. Ai là bày nấu như vậy? Ngủ ngươi một món anh. Hồi sáng chị nghe đồn là quán này Phương tính nấu ăn mà. Ừ, đúng rồi. Nướng thịt cho các bạn ăn nữa. Đâu ra vậy? Anh nghe nói hả? Trời ơi, mày ăn ghét đi vô rồi, nướng thịt chứ. Tôi nấu mì thôi, tôi nấu mì xào trứng thôi. Nhưng mà hôm nay là do là chú hẹn với lại Phương. Đó. Đúng không? Có hẹn với Phương đúng không Phương? Hả? Ủa, cái gì? Quên rồi. Rồi. Hẹn với lại Thiên này, chừng nào mới hẹn hò với mọi người đây? Mai. Mai à? Mai hẹn với ai? Âm thầm lắm, ghê lắm, trời ơi. Mai hẹn với ai vậy? Em cô đơn à. Hôm qua em nói chuyện với anh đi Danny thì em nói là hôm nay nấu canh kim chi. Nhưng mà anh đi không là... ăn. Nhưng mà em vẫn cứ giữ lời hứa. Trời ơi. Tức là người ta chỉ giữ cái lời hứa là hôm nay nấu canh kim. Đúng, chi. Không có là nấu cho ai ăn hết. Thấy nó có gì đó nên sai sai ha. Anh này có nhiều cái sai lắm nè, như Hàn Quốc mà hả? Không có giống với người ta. Yêu Việt Nam, không biết ăn cay. Món này kêu tên nó là cái gì anh? Cái này tên là budae-jjigae. Lỡ mà em mà thương người Hàn chắc là em phải tập ăn cay nhiều quá. Cái này cay hả? Dạ. Cái này là em nói thật. Em thấy anh dễ hơn. Đó. Rồi em mới nói chuyện. Nhưng mà cái tính của em là không có giỏi mà truyền đạt cảm xúc cay hết trơn á. Cái tính của em là nó gọi là hơi thẳng tính. Em là thẳng tính. Và thứ hai là không có ngọt nhỏ nhẹ chứ không có ngọt ngào. Em rất là bình thường, em rất là đời thường luôn. Em thích như vậy. Anh cũng như vậy. Anh cũng thích như vậy. Em là như vậy á. Chứ em không có thích là
quá dịu dàng như là một con mèo ngoan. Nhưng mà không phải con mèo ngoan nó thành một con cọp cái đâu, đúng. Em lúc nào em cũng thích là em như vậy. Ví dụ như người ta đánh giá em, bé này đánh đá, bé này nhìn nó hung dữ, nó nhiều. Nhưng mà đó là em. Anh cũng muốn nói nhiều, nhưng mà tiếng Việt của anh không thể. Hiểu. Không thể nói ra được. Đấy, bây giờ suy nghĩ của anh thì bây giờ ở đây trong não ấy rất là nhiều, nhưng mà không nói chưa ra. Chưa truyền đạt hết lại cho em đúng không? Không sao, từ từ em tiếp thu và từ từ em cảm nhận. Ok. Anh xong chưa? Chưa. Anh biết em ăn lâu mà, hồi sáng anh mới nói. Còn khi lần đầu tiên anh gặp em thì anh nghĩ em như thế nào? Vui tính. Đúng không? Nói nhiều, cũng nói nhiều nè. Anh cũng muốn tìm hiểu em. Vì anh nghĩ ở ngôi nhà chung thì nhiều người rất là siêu. Ý là một cắt cung của ca sĩ này, người mẫu này, một diễn viên này. Em cũng là một người như thế. Nên là anh muốn làm quen với em nhiều. Vậy là trong đầu anh suy nghĩ là người anh tìm hiểu trong bốn cô gái là muốn tìm hiểu ai đầu tiên? Đầu tiên anh gặp Hà trước rồi đúng không? Dạ. Nên là chung xe thì anh nói chuyện với Hà nhiều. Cũng ok. Nên là một ấn tượng đầu tiên là Hà. Bây giờ thì anh sắp xếp từng người một phải gặp nhau và tìm hiểu nhau. Bây giờ cái vấn đề thứ nhất là anh phải tìm hiểu một người trước. Sau đó như vậy thì anh cảm thấy thoải mái hơn đúng không? Vì bây giờ thì anh không quên người này mà quên người này thì không thể nói cùng nhau được đúng không? Tìm hiểu mà. Đúng rồi, nếu mình tìm hiểu một người không và mình biết đâu được cái người còn lại mình chưa tìm hiểu đó lại là cái người mà phù hợp với mình nhất. Chúc anh thành công. Sau khi Danny gặp Thi hôm nay, Danny cảm thấy thoải mái hơn và vui hơn, và Danny muốn tìm hiểu nhiều hơn hôm qua. Ngày hôm qua mình ấn tượng với Danny á, bởi vì cái chiều cao và cái tổng thể ngoại hình ưa nhìn và nhìn vô rất là dễ thương. Hôm nay có buổi gặp mặt riêng và ăn tối cùng nhau á, thì mình thấy Danny là một người cũng rất là hài hước và nói chuyện nhiều. Nói chung là hôm nay thì tăng cái thiện cảm trong Thi đối với Danny nhiều hơn tí xíu. Bây giờ thì ấn tượng nhiều nhất là Thi. Và cũng có ý định là sẽ gặp mặt một buổi tiếp theo nữa để tìm hiểu về nhau nữa. Một bàn thiếu đi nước. Anh cho em một ly không đá được không? Hả? Không đá hả? Dạ. Làm sao hiểu thêm câu anh Khương thì là chú đáo. Sói ca. Đúng rồi, anh ăn để nha. Tưởng anh thôi không ăn cơm. Ủa? Dạ hả? Đứng dậy rót nước cho em thôi hả? Trong mắt em là xung quanh anh là hoa hồng rồi cánh thiên thần nè. Rồi, một thánh rồi đó anh. Chỉ còn mỗi Khương là nam trong nhà, anh chàng đương nhiên trở thành tâm điểm. Bàn tay năm ngón anh vẫn kêu xa. Trời ơi, đúng là lãng mạn, có hai người kìa. Em giống như một gia đình vậy. Coi chừng biên chưa? Coi chừng á, phỏng á. Cái này sập thơm, cái này nó cổ sát luôn. Nhưng mà tại sao không có sao không? Lãng mạn. Nè, đổ dây luôn rồi. Nè, bột này là gì? Đúng không? À, trời ơi, bỏ vào đây đi. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều. Tăng. Nếu thích anh thì em hãy nói qua ai nè. Khương dự định có thêm một cuộc hẹn nữa với Phương. Chết tôi sập luôn rồi. Đi không, đi không, đâu hết rồi. Trong thời gian chờ đợi thì mình đi dạo cho nó. Đạp vừa vừa thôi, đạp. Em biết là em đang đụng người anh không? Chứ không em rớt xuống thì sao trời. Thì em dịnh cho đàng hoàng đi. Em với em đang sờ anh vậy đó. Anh đang rờ người anh vậy đó. Anh nhột cái anh thả tay ra cái hai đứa chấm đầu. Hai đứa chấm đầu dưới đất luôn. Vừa đúng lúc đó, Lợi về đến. Anh Lợi
nha. Chiếc nó có vậy chứ. Để cho nhiều chiếc nhiều cặp đi đúng không? Anh Lợi ăn cơm chưa? Chưa ăn gì hết. Vô ăn cơm. Tụi em. À té té té. Bây giờ sao? Bây giờ nếu mày Lợi ăn cơm hả? Chắc là dạ. Ăn cơm chưa? Anh người đi vào trước đi. Vô anh người đi vào. Lợi ăn chung đi ha. Tạo không đi. Ủa thân quá ha. Vậy không? Vậy không? Trời ơi tao đập. Mày lựa cơm chưa? Dạ đúng rồi. Ăn rồi, mới rồi anh. Anh sướng là về cái bằng nữ dọn đồ ăn liền ha. Em phải trời ơi. Trời ơi. Ê, anh được làm được rồi. Để em. Anh lên anh rửa anh mặt về cái là bao bằng nữ lao vô. Lao vô mà dọn đồ ăn liền luôn. Để lên anh rửa mặt. Ừ. Ừ. Ở dưới là dọn lên thay đồ đi. Thay đồ đi. Thay đồ đi rồi xuống làm cam. Cuộc hẹn không thành, nhưng Khương vẫn tiếp tục tiếp cận Phương. Mình đã sống chung, ăn ở chung 2 ngày rồi. Ừ. Ăn ở chung. Ừ. Chị nói em về với mình nhà bao mình mẹ. Mình ăn ở với nhau 2 ngày. Chị nói em về với mẹ nhà bao mẹ em. Hả? Gì vậy trời? Sống nhân của em thấy sao? Đâu thấy gì đâu, bình thường. Không có gì á. Làm giàu được không em? Quá được. Thấy không? Trời. Anh Lợi của em về đó. Anh Lợi của em là sao? Mày, anh Lợi về cái bay ra khỏi xe đạp. Bắn vô đây dọn đồ ăn liền luôn. Thôi lãng xẹt. Lãng cái gì? Lãng mọi xẹt. Thứ đã được ghi hình lại rồi. Ừ. Ai cũng đã chứng kiến. Hai đứa anh kia nó cũng vậy thôi. Chứng nhân. Hai đứa kia nó cũng như nó dọn cơm mày vậy thôi. Ủa một đứa dọn đủ sao hai ba đứa rồi? Thì tao mỗi người một tay thấy không? Vậy hả? Sao mà nói được ai? Tôi ăn xong tôi phải đổi chén. Ừ. Có công tôi vậy. Thế sao hả? Thiệt luôn á hả? Vậy là tôi phải vậy hả? Ok, nếu nói vậy thì thôi. Ủa Lợi ăn cơm phải make up nữa hay sao hả? Đâu rồi? Đang tắm rồi. Khi Lợi xuất hiện, mọi sự chú ý lại chuyển về phía anh. À, mọi người thông cảm cho anh nha. Vì mấy nay theo lúc đi làm. Cảm cái gì mà thông? Mệt. Cảm mà thông. Theo anh nấu thì cũng khoảng 3 ngày nữa thì anh sẽ nấu cho mọi người ăn. 3 ngày nữa thôi. Nấu xong rồi rửa luôn. Sao lâu quá vậy? Lâu quá rồi. Lâu quá. Hôm nay nghe giang hồ đồn thì gia đình ta có những cuộc hẹn hò rồi, riêng rồi đúng không? Giang hồ nào đồn? Có mình tụi em cô đơn à. Ừ. Chúng ta hẹn hai đứa ra công viên chơi được không? Ủa luôn còn hai người này? Cả hai người này đã được hẹn rồi, anh chưa, hai người chưa hẹn đúng không? Không, em thích hẹn một mình anh à. Chỉ có tình yêu không chứ bây giờ sẽ lên luôn kế hoạch. Tự nhiên cảm thấy ăn cơm ngon hơn nữa. Đó, có động lực thì liền. Anh cứ nghĩ là anh đi làm như vậy là ế. Nãy mới thấy anh Lợi xong muối. Xong muối luôn hả? Xong muối luôn hả chị? Xong muối luôn hả? Anh Lợi ngày mai anh có bận gì không? Ngày mai 4 giờ em nghiêm túc. 4 giờ anh mới đi làm đúng không? 4 giờ đi làm. 4 giờ sáng hả? 4 giờ mà dạ. Anh đi làm đâu có, tụi em đâu có xuống thăm được đâu đúng không? Em thích không? Được chứ. Tụi mình xuống thăm chị. Em đi được mà. Hiện tại là đang bối cảnh với Long An là một bối cảnh rất là đẹp luôn. Chỗ này cho em xem. Bối cảnh kiếm cái gì hả anh? Rồi bối cảnh này. Sưởng sửa chữa hả? Lăn lộn. Đẹp lắm. Trời. Đó, vậy thôi đó, đi xuống dưới đó. Đi không? Đi đi. Em đi đi. Không, chị không đi hả? Ủa nãy chị nói chị là có lại chị muốn đi. Đó đâu. Thôi không, mấy nãy chị nói em chỉ thích đi gặp anh Lợi ở những chỗ mà vắng vẻ thôi. Ít người. Ví dụ như quán cà phê trầm tĩnh, như quán cà phê trầm nè. Hay là ánh nến các kiểu rồi gặp nhau cái gì vậy. Chứ em không có thích đông người. Mai lại về tối như vậy hả? Gì vậy ta? Gì đâu, gì đâu. Tỉnh bà. Trời ơi, anh diễn cho anh phải cái nghe mà em còn biết quăng miếng nhanh với anh. Kỳ cũng. Tại vì anh cơm mà thích quá thì thích luôn. Sao? Chị sợ thấy mà sao? Thì ý em, thì ý em mai chị chắc là chị ngủ bù đó. Nhưng mà buổi chiều mình đi. Mọi người cứ ngủ thoải mái. Tại vì ngày mai 5 giờ, 5 giờ rưỡi anh mới out. Còn đó, đầu giờ chiều mình đi.
Em cũng muốn xem anh Lợi đóng phim như thế nào, mình cũng muốn trải nghiệm. Tại vì chưa bao giờ qua phim trường lần nào. Mình đi một mình thì hơi kỳ nên không biết làm sao. Chắc ngày mai phải năn nỉ mọi người đi cùng. Ủa vậy là ví dụ như mai đầu giờ chiều tụi em đi thăm là sẽ đi ở đâu? Em phải nói em đi thăm với tụi em ai? Tụi em à. Em có đi không? Em có đi không? Em đi không? Anh nghĩ là em... Em với chị đó. Anh nghĩ là em nên đi luôn. Đó đúng chứ. À mai bạn hẹn coi phim nữa. Ờ thì bạn này mai có lịch hẹn coi phim. Ai cũng mời mọc. Có tình em là chưa ai mời thôi anh. Mai mình sẽ đi với Phước. Đúng rồi. Danny. Ủa? À, anh Danny có bộ đặc show nha. Alo. Hi và Danny về tới, ngôi nhà chung trở nên rộn ràng hơn. Chỉ có một người có vẻ không vui. Ủa anh Khương, không uống anh Khương. Buồn gì lén lút qua đây nhắn tin nữa, thôi đi ha. Buồn khóc cả một buổi chiều. Khóc cái gì? Cảm thấy... Đừng. Cảm thấy mình bị tủi thân quá. Lý do gì tủi? Lạc lõng vô thường. Lạc lõng như gì? Trong cái ngôi nhà chung này. Khi mình về thì mình thấy Khương ngồi trên một cái ghế ngoài trước sân đung đưa với cái vẻ mặt là buồn, mà lúc đó là mình không biết là anh Khương là buồn vì vấn đề gì. Không biết là thật hay là ảnh đùa thôi, giống như là hơi chấp mốt tí xíu là hôm nay có buổi hẹn hò đi chơi vui không? Nói chung là... Đi vui không? Vui! Cười nhiều mà. Tự nhiên à. Em vui thì anh an lòng rồi. Em vô đi. Còn em vui thì sao? Nắm tay vô luôn hả? Đứng lên. Em không vui là anh sẽ... Ông tính nhõng nhẽo với tôi hả? Không vui anh sẽ xử đen đi. Cái tính của em là nhõng nhẽo với người ta, mà anh nhõng nhẽo ngược lại là không có được. Để vô uống đây. Đàng hoàng nè. Rồi nắm tay luôn. Mình cũng không có chắc là 100% anh Khương á là buồn về cái chuyện mà mình đi hẹn hò riêng với anh Danny. Nhưng mà mình cũng hiểu được một tí xíu gì đó. Bởi vì từ khi buổi đầu á, gặp anh Khương tới hiện tại á, thì anh Khương luôn lo lắng, quan tâm và hơi giúp đỡ, san sẻ với Thi. Anh có thấy là anh có thích Thi một điểm nào không? Ý là thích á. Thích con hôm qua. Thích là hôm qua luôn rồi hả? Thích con hôm qua mà. Đúng rồi. À là hôm qua gặp thì anh đã có ấn tượng về Thi và đã thích rồi đúng không? Đúng rồi. Và hôm nay anh quyết định là... Và ấn tượng hôm nay là thích con, ấn tượng... hôm qua là thích hơn hôm qua luôn. Đúng rồi. À. Vì anh đã tìm hiểu nhiều hơn Thi rồi. Yeah. À, tìm hiểu nhiều hơn hôm qua rồi. À. Nên nó thích hơn. Thích hơn đúng không? Ừ. Thì cái người như là Thi á là như là nói là nói nhiều vậy đó. À. Thì là anh thích người nói nhiều hay nói vừa hay nói ít? Bây giờ thì anh thích người nói nhiều. Vậy thì Thi hợp với anh rồi đó. Vậy là có một đối tượng để phấn đấu rồi đúng không? Ngày mai thì tối mai ấy, thì cũng đi cùng một bạn sinh nhật của Thi ấy. À. Vậy là em theo em á, nghĩ là Thi cũng rất là quý anh rồi. Tại vì Thi mời vô đi một cái dự một cái tiệc nào đó đó mà dẫn một người bạn theo á thì người ta luôn nghĩ là người đó là bạn trai của mình. Nhưng ít ra thì người Thi cũng hối thì cũng sợ là ngày mai nếu mà những bạn gặp nhau những bạn đó mà những bạn hỏi Thi là bạn này là ai à, thì anh thì phải trả lời như thế như nào như nào anh thì không mà Thi sẽ trả lời như thế nào, cái Thi đang lo lắng trả lời ngày mai là như thế nào. À là Thi nói với anh là Thi đang lo lắng về vấn đề ngày mai đi, người khác hỏi anh là ai. Đúng không? Thế em nghĩ thì chuyện đó quá dễ dàng với Thi thôi. Thi đúng đang rồi, em nghĩ là Thi chỉ nói như vậy thôi để xem ý của anh như thế nào. Nhưng mà cái mục đích của hội như thế này thì qua câu chuyện đó là Thi muốn Thi đang nghĩ và muốn biết là anh đang có thích Thi hay không, là qua cái câu chuyện là ngày mai đi đó. Thì nếu như mà anh nói anh là một người đang tìm hiểu thì
thì biết là Thi biết là anh đang thích Thi. Thấy không? Vậy là chắc chắn một điều là anh đang có một điểm cộng đối với Thi. Và em nghĩ là anh thích một người nói nhiều giống như Thi vậy thì hợp với anh. Thì anh nên phát huy. Anh cảm thấy rất là vui. Tại vì cuộc chơi sắp đã bắt đầu rồi chứ không phải sắp. Cuộc chơi đã bắt đầu rồi. Cho nên là cảm thấy rất là thú vị. Đó. Em thấy là hai người đó cũng rất là ok với nhau. Tại vì Thi là một cô gái rất là dễ thương, có một chút nói nhiều một chút nhưng mà rất là dễ thương. Còn anh Danny thì ảnh im, nhưng mà ai nói gì đó thì ảnh cứ cười thôi. Đó thì nếu như mà hai người đó kết hợp lại, bù qua bù lại thì cảm thấy rất là hợp. Trời ơi, mặc áo cầm luôn hả trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa là sao? Ê, nhầm khi xong cái này là nắng. Rồi, nắng tôi vui là tôi nghi. Chẳng như gió bay đến bên em, cuốn tung bụi về xa xôi. Đi tập tại, đi tìm rồi. Em sợ quá. Là đàn ông phải sao? Mình nhẹ. Chứ anh em chơi lâu rồi. Thôi em chưa. Là phải đi mua xe lớn xe nhỏ. Anh hơn anh tới 2 tuổi. Rồi ổng đưa ảnh gì đây à? Mua 2 cái. Anh khỏi cần nói. Xe L. Nhìn màu là biết rồi. Ở trong ngoài nhầm Phi cũng giống nhau luôn. Là sao? Là một mẹ mà anh em giống nhau mà thấy đen không? Đen không? Không, em không có công nhận người đen là xấu điều. Không phải người ta nói người ta đen là người xấu, người ta nói là có lý do tại sao người ta tìm được một đứa rồi, người ta nói hay người ta đến bên em hàng ngày, có nghĩa là hai cái tạo giá cũng có mạnh mẽ không em, không phải nó dễ rồi, anh ra lăng ra ngoài chiếc xe màu hồng lấy giùm em túi đồ đi. Anh lỡ đấy giùm em nha. Cho lấy ly nước lại quá. Anh lỡ đấy giùm em nha lại. Cảm ơn anh lại. Xe nào á? Xe màu hồng á. Xe tình yêu đó. Lả lời ghê không? Xe tình yêu. Anh ốc mà đổ vỏ không? À, anh Danny xuống luôn rồi nè, khỏi lên kêu. Ê! Ê! Khỏi! Thương ái chứ con người mà. Ai có lòng thương ái chứ. Ê! Đi chơi hẹn hò đã đời, giờ kêu người ta đi ra. Người ta vừa đi ra lấy cho cái bài đặt. Ủa mày. Một lách gấu. Thì lúc mình về á, mình gặp cái thái độ của anh Lợi á, anh cũng vui, thấy anh vui mà anh cười trong cái vẻ giống như là muốn trời đi chơi mới về đồ ha, giống như là cái thái độ vậy đó. Nhưng mình anh Lợi thì không nói ra là cô đi chơi thế này thế nọ, không có trách móc là hôm nay là đi chơi Danny này kia cái nọ. Nhưng mà cái biểu hiện của anh Lợi rất là hài hước, nhưng mà trong đó là Thi cũng cảm nhận được là giống như là anh Lợi chắc cũng có tí xíu gì đó mến Thi. Thật sự thì không có ghen tuông bất cứ một điều gì hết. Cái tình cảm của cảm thấy là của bé Thi á, vậy mình cảm thấy vui thôi. Cảm thấy chắc là anh Danny á hẹn Thi ra vậy thì cũng cảm thấy bất ngờ một xíu, tại vì nghĩ là anh Danny chắc có lẽ là hẹn thì hẹn với Hà thôi. Đó, tại vì thấy hai người đó thì cũng có vẻ giống nhau một chút. Cho nên là Thi thì là người nói nhiều nữa nên là mình càng lại thích chọc Thi nhiều hơn. Không khí ngôi nhà chung vui vẻ là thế, nhưng đã bắt đầu có sự nghi ngờ len lỏi giữa các thành viên. Em biết hết. Em thông minh lắm. Vừa mới bước vô một cái là chưa gì hết mà không phải là em mà lại Danny á, Danny lý lộ. Nhưng mà anh chưa nói gì mà. Anh chưa nói gì hết á. Chuyện của anh á. Con nghiêng vờ như không biết đi. Không, mà em với anh giống nhau mà. Thiệt. Ý là hai người cũng không mặc giống nhau. Nhưng mà em cũng... thấy anh giống chị Thi. Anh không giống ai trong nhà này hết. Tính cách cũng giống. Không, tính cách anh đâu có nói nhiều đâu. Anh là tại vì thấy mọi người vui anh nói. Vậy anh không có nói nhiều hả? Không, anh đâu có nói nhiều thiệt mà. Vậy hả? Anh là khi nào mà cần nói anh nói. Ờ, giống em. Dạ. Hai anh em hợp rồi. Thôi em nói thêm đi. Nói ra, cẩn thận nha.
Anh chỉ báo trước em vậy thôi. Em nói anh á. Anh nữa. Em thấy em coi anh nè. Em coi anh nè. Em coi anh nè. Đi. Không có bất cứ khe bất cứ gì em coi. Thì em thấy anh đang đứng em nhìn nhìn. Đứng em nhìn nhìn. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Ủa thiệt vậy luôn hả? Trời ơi. Em ơi em, làm sao qua mắt thần của anh được. Anh Lợi thì có nói với mình là anh biết hết rồi. Em đừng có giả vờ nữa. Em coi chừng mất người yêu đó. Mình thấy mắc cười ghê luôn. Kiểu như là mình nghĩ là cặp đôi bí ẩn là Thi và anh Lợi. Mà ảnh kiểu ảnh nói mình giống như là sao ta? Nhưng mà mình phải lôi kéo anh Danny để đừng có tiếp xúc với Thi nhiều hay sao á. Thấy hai người đó thì cũng có vẻ giống giống nhau một chút về cái cách ứng xử á, cũng im nhưng mà ai nói thì vui. Anh Lợi thì mọi thứ ăn uống chung thì cũng ngồi cố tình ngồi gần chị Thi, giống như là kiểu như là bật đèn chút xíu cho mấy bạn nam hiểu. Cách nói chuyện của hai người thì giống như là cặp đôi yêu nhau mà kiểu cũng hay cãi nhau, nhưng mà cãi nhau mà kiểu cãi yêu cơ, chứ không phải là cãi tay đôi. Mà kiểu nhìn anh Lợi cũng ánh mắt chiều mến chị Thi.